Mới đây, một vị đại diện ban tuyên giáo Bu Tô huyện ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết trên Tiền Phong, tầm thường trực huyện ủy đã giao cho ủy ban kiểm tra huyện ủy kiểm tra, xác minh khi có đơn tố cáo ông N. G. H. Bí thư đảng ủy buôn bản Phong Mỹ, nguyên chánh văn phòng huyện ủy Cao Lãnh, có quan hệ tình cảm với một người thiếu phụ đã có chồng. Qua kiểm tra, nhà chức trách cho hay, nội dung ông M. Nhân viên bảo vệ của Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh tố ông huyện có hành vi ôm ấp và quan hệ tình dục với bà N. Vợ ông M. là chưa đủ cơ sở kết luận và không đến mức phải xử lý kỷ luật. Dù không tới mức kỷ luật ông huyện, song cơ quan tính năng nhận thấy ông huyện có một số hạn chế, khuyết điểm, thiếu gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương và tu dưỡng lối sống nên để xảy ra dư luận xấu làm giảm uy tín cá nhân cũng như tổ chức. Do đó, Ban chấp hành đảng bộ huyện đã họp bất tầm thường và tiến hành kiểm điểm sau bí thư đảng ủy buôn bản Phong Mỹ N. G. H. Lãnh đạo huyện ủy Cao Lãnh thông tin với báo Đất Việt, ngoài kiểm điểm sau ông huyện, nhà chức trách cũng đang xem xét để tấn công giá bước phân loại cán bộ đảng viên đối với ông này theo quy định. Ông M. trước đó có đơn gửi cơ quan tính năng tố cáo ông huyện có quan hệ phi nghĩa với vợ mình. Thời điểm đó ông huyện đang làm chánh văn phòng huyện ủy Cao Lãnh. Ông M. cho hay, ông huyện nhắn cho vợ mình nội dung em có nhớ anh không? Theo người chồng này, khi ông huyện chuyển qua giữ chức bí thư đảng ủy buôn bản Phong Mỹ, thì ông vẫn phát hiện hai người họ liên lạc với nhau. Tổng hợp.